canh bào nấu với hến nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Nước á, thì nó ngọt. Mùa hè này ăn rất là thanh mát cơ thể luôn các bạn. Mình cho lên một ít tiêu, một ít rau găm, thơm lắm luôn các bạn ơi. Xin chào các bạn. Hôm nay á, mình có nấu canh bầu nấu với hến. Thì ở đây á, mình có một trái bầu, mình sắt ra hết sẵn như vậy nè các bạn. Nửa chén hến thì mình đã rửa sạch hết rồi. Mình nấu một ít nước nóng á, các bạn, mình để một chút muối. Rồi mình để hến vô á, mình trần sơ, rồi mình để ra ngoài cho ráo nước. Xong rồi mình mới để vô chén nè. Chút nữa mình sẽ ướp. Bên đây á, thì mình chuẩn bị hành, hành sắc khúc với rau găm. Tiếp theo á, mình sẽ ướp hến. Mình cho nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Một xíu muối các bạn. Một ít tiêu. Mình sẽ trộn đều hến cho nó thấm gia vị á các bạn. Mình để đây khoảng 15 phút sau mình mới nấu nha, để cho gia vị nó thấm vô hến đó các bạn. Tiếp theo mình bắt cái nồi nước lên để mình nấu canh đó các bạn. Thì nước của mình đã sôi rồi, mình cho bầu vào trước nha. Mình nấu ít nước thôi các bạn ơi, bầu nó ra nước á. Mình giảm nước lại. Bầu gần chín mới để hến vào nha các bạn. Mình đậy nắp lại cho bầu của mình mau chín. Bầu của mình gần chín rồi các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ cho hến vào nha. Các bạn muốn xào hến cho nó thơm thì mình phi một chút tỏi á, mình xào hến mình để vô nó thơm các bạn. Tại mình giảm ăn dầu mỡ cho nên mình không có cháy tỏi với hến ha. Các bạn thích ăn thơm ngon hơn á thì mình cháy một chút tỏi mình để hến vô mình xào. Xong rồi mình để vô bầu nó rất là ngon các bạn. Tại nhà mình giảm ăn mỡ dầu á, cái dạ dày nó bị yếu á các bạn, ăn mỡ dầu nhiều không được nên mình nấu không có mỡ dầu. Mình để hến vô xong mình nấu khoảng 3 phút rồi tiếp theo mình sẽ nêm gia vị nha. Hồi nãy mình có ướp gia vị vô trong hến rồi đó các bạn, bây giờ mình nêm giảm lại, nêm từ từ thôi. Mình cho một muỗng nhỏ đường, một muỗng nhỏ hạt nêm, nửa muỗng nhỏ muối, rồi để mình nêm lại cho vừa ăn chưa nha. Mình nêm nó hơi lạc như muối một xíu các bạn. Bây giờ mình cho một ít muối vào nữa là được. Các bạn nêm theo khẩu vị của mình nha. Nhà mình thì ăn hơi lạc một xíu. Rồi tiếp theo á, mình sẽ nêm xong rồi tiếp theo mình sẽ cho rau găm với lại hành lá vào luôn, rồi mình tắt bếp luôn. Rồi xong rồi đó các bạn ơi, nấu rất là mau luôn, nhanh gọn lẹ. Món canh bầu nấu với hến rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Mình mới vừa nấu xong đó các bạn. Để mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Món này nấu rất là ngọt luôn. Rồi tới đây mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chúc các bạn nấu thật nhiều món ngon cho gia đình của mình dùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.